cuộc đời ta như một tách trà, chỉ mơ ước thôi ta đã già. Cuộc đời em cũng sẽ như vậy, vì cuộc đời này đâu đợi ai. Trong tương lai anh luôn nghĩ rằng là cùng em đi qua hết đoạn đường đời này, dù có bao giông chúng ta cùng đi, cùng đi. Bước thận chậm để chúng ta nghĩ về những ngôi nhà xưa và nhiều đứa. Cảm ơn vũ đoàn Deep Flow. Vừa rồi làm ca sĩ bí ẩn số 1 ạ. Quá hay, quá tuyệt vời. Và khi nãy thì Mỹ Ngọc cũng có nói đó, Mỹ Ngọc ngồi cạnh nói là sao mà ảnh khác với lại nãy quá. Với ca khúc này, với tiết tấu vậy tự nhiên thấy dễ thương mà cơ thể ha, cơ thể thấy linh hoạt hẳn luôn. Đó, loại người ta vì người ta làm 100 ổ trên mì trong một bài hát. Ngộ nghĩnh ghê thật luôn. Hả? Em chia sẻ nhiều hơn về thông tin đó đi nè. Em chào anh Cường và ba anh chị khách mời ạ. Em tên là Trần Quốc Khải. Nhà em thì tính ra là nghề bánh mì là ba đời rồi. À. Dạ. 100 ổ mì thì hồi trước em ở nhà thì em vẫn có một khoảng thời gian là em làm bánh mì phụ cho gia đình. Ừ. Em cũng là một người thợ bánh mì. Nãy là em bất ngờ là chị Ngọc là cũng khá là rành về nghề bánh mì. Thường thường là 100 mấy chục cái là ra một tour. Thì cũng khoảng 5 hoặc đến 7 phút. Thì lúc đó em cũng hát hò để cho đỡ buồn ngủ. Tại vì buồn tối mà. Chỉ có mình em thôi, em ngắt bánh mì em làm chỉ có bánh mì thôi. Ngay cái khoảng khắc đó thì cái bài hát này tính ra em viết cũng ngay khoảng khắc. Em viết bài hát này luôn. Em viết hả? Thì hồi nãy em nói với anh Cường rồi, cái ca khúc này nó rất là mới, em chưa bao giờ được nghe. Dạ, bài này thì em viết lâu rồi mà em mới phát hành thôi. Với những cái thông tin vừa rồi thì có thể bạn là ca sĩ đó. Nhưng mà bạn đến với chương trình ngày hôm nay với vai trò gì? Tôi tên Trần Quốc Khải. Tôi đến với chương trình ca sĩ bí ẩn với vai trò sinh viên. Là sinh viên. Thật ra là Khải có tham gia một cuộc thi chung với em mà em đã gặp Khải rồi. Lúc nãy thấy Từ Long ở ngoài kia là thấy chị che mặt kêu sợ Từ Long biết. Anh ơi, em thấy là chương trình quá ghê anh nè. Hai người thi chung một cuộc thi, đồng cam cộng khổ với nhau trong một cuộc thi mà không nhận ra nhau luôn. Rồi. Em ơi, vừa trở lại giờ đổi sang không còn vừa hát vừa làm bánh mì mà vừa đánh tennis vừa làm bánh mì đúng không? Tennis là em trên thành phố Hồ Chí Minh em đi lượt banh tennis cho người ta để kiếm thêm tiền. Đó. Hay đó. Cái tay em rất là kỹ thuật luôn. Dạ. Cũng có. Ê, nhưng mà vậy mới thấy rằng là Khải rất là chịu khó nha. Ở nhà thì là phụ giúp gia đình để là làm bánh mì rồi tới đến lên tháo thành phố. Dạ, đúng rồi. Và tháo giống như là Lê Trang nói là đây là chàng trai tháo vát. Và với sự tháo vát đó thì anh tin chắc là hành trình sắp tới của em không có khó khăn nào có thể làm cho em lùi bước được hết. Cứ thế mà hạnh tiến bước vào, cứ thế mà thành công nha. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay.